Và một cách rất là hay nữa để giúp chúng ta vượt qua được những cảm xúc xấu của mình để cân bằng lại, đó chính là chúng ta cần có mục tiêu để sống, sống có mục tiêu. Các nhà nghiên cứu họ thấy rằng ở những người mắc chứng trầm cảm hay là bị stress mệt mỏi thì hầu hết họ luôn luôn có những mục tiêu rất là mơ hồ và không cụ thể, và họ thường đưa ra những mục tiêu ngoài cái khả năng của họ. Vậy thì để cho cuộc sống của chúng ta cân bằng trở lại, chúng ta hãy đặt những mục tiêu rất là rõ ràng, có thể nhìn thấy được. Ví dụ mình muốn là có sức khỏe tốt thì mình hãy đưa ra những mục tiêu là tôi muốn tăng lên 2kg hay là giảm 2kg, hay là mỗi ngày tôi sẽ chạy bộ 2km. Những mục tiêu rất là cụ thể rõ ràng như thế. Và đặc biệt mình phải tin là mình làm được, nó trong khả năng của mình. Vì khi bạn không tin vào nó thì bạn sẽ rất là dễ là mất phương hướng lần thứ hai. Và có một câu nói rất là hay, đó chính là một người có một lý do để sống thì họ có thể chịu được gần như mọi hoàn cảnh. Đây là một câu nói rất là hay của triết gia người Đức. Có nghĩa là bạn đã có một mục tiêu thì bạn sẽ có lý do để bạn sống, bạn tồn tại. Bạn không cần phải nghĩ tới cái chết hay là đau khổ nào nữa. Và mục tiêu sẽ làm cho chúng ta có cái sức mạnh này. Và cuối cùng, khi bạn sống có mục tiêu thì đó là gì? Bạn đang tập trung cái năng lượng vào cái chỗ đó. Có một quy luật, đó là tập trung vào cái gì thì cái đấy mở rộng. Bạn tập trung vào đau khổ thì đau khổ mở rộng. Bạn tập trung vào mục tiêu thì bạn hướng tới cái sự mục tiêu đó. Có nghĩa rằng là gì? Năng lượng tuôn chảy đến nơi có sự tập trung. Vậy thì không có cách nào khác, chúng ta hãy đặt mục tiêu cho mình đi, để mình sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, như trong bài số 3 tôi đã hướng dẫn các bạn. Và một điều cực kỳ quan trọng để bạn vượt qua những cảm xúc xấu trong cuộc sống của mình, đó chính là tư duy tích cực các bạn ạ. Những bạn sinh viên mà tôi đã chữa lành cho các bạn ấy vấn đề trầm cảm hay là vấn đề về tâm lý, hầu hết các bạn ấy đều mắc phải những cái tư duy tiêu cực và nạn nhân. Vậy thì để đập tan cái tư duy đó thì chúng ta phải trở thành cái người là gì? Chịu trách nhiệm về tất cả mọi vấn đề của mình. Cái tư duy này tôi đã từng chia sẻ với các bạn rồi và các bạn vẫn còn nhớ đúng không ạ? Mọi vấn đề đều đến từ tôi và tôi chính là tất cả nguyên nhân cho mọi vấn đề. Khi nào bạn nhìn mình là người tạo ra vấn đề và mình sẽ đi giải quyết nó, học bài học và trưởng thành hơn. Nhiều bạn khi gặp vấn đề thì các bạn sẽ thường là gì? Kêu ca phàn nàn rằng trời ơi, tại sao vấn đề đấy lại đến với tôi? Đừng hỏi tại sao vấn đề đấy lại đến với tôi, mà hãy hỏi rằng tôi đã học được điều gì từ vấn đề đấy không? Tôi đã trưởng thành lên như thế nào? Chúng ta đến với thế giới này không phải để trở nên hoàn hảo, mà chúng ta đến để trải nghiệm những bài học của cuộc đời mà thôi. Và bạn sẽ phải học bài học của mình. Còn nếu bạn không học bài học thì vấn đề nó vẫn bị mắc kẹt ở đó, và không bao giờ bạn thoát ra được cái cảm xúc xấu khi nghĩ về câu chuyện đó bạn ạ. Và thêm nữa đó là gì? Không có thất bại, tất cả là bài học. Trải nghiệm tốt làm tôi mạnh mẽ, nhưng trải nghiệm xấu làm tôi mạnh mẽ hơn. Không có trải nghiệm xấu, chỉ có kết luận xấu. Nếu như mà bạn luôn luôn nhìn bằng những cái con mắt là tiêu cực thì bạn sẽ luôn luôn thấy rằng đó là những trải nghiệm quá xấu với mình. Và lúc đó bạn sẽ mất phương hướng và bạn sẽ cảm thấy mình rất là khổ, mình rất là đáng thương. Và bạn không thể dựa vào bất kỳ ai, không thể có một cái cách nào khác có thể cứu bạn. Bạn tìm thấy thuốc lá, bạn tìm thấy rượu, bạn tìm thấy bạn bè, bạn tìm tới game, bạn tìm tới những cái thứ giải trí bên ngoài để quên đi. Nhưng bạn nhớ rằng chỉ có người duy nhất cứu được bạn, giải quyết được vấn đề của bạn, đó chính là bạn. Hãy học bài học của cuộc đời mình để nâng cấp bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và có một cách vô cùng tuyệt vời để giúp chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, bình an hơn và chúng ta quản lý được những cảm xúc tiêu cực của mình, đó chính là thực hành lòng biết ơn. Tất cả những doanh nhân thành đạt hay là những nhà viết sách nổi tiếng, cho đến những người vô cùng tài ba, họ đều có một cái bí mật, đó chính là họ thực hành 5 phút biết ơn mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Và ngay cả ông tỷ phú người Mỹ John Paul Deoria đều nói rằng thực sự tôi không thể diễn tả được việc dành 5 phút đầu giờ để thực hành lòng biết ơn nó quan trọng như thế nào. Và ngay với tôi thôi, tôi đã đi học rất là nhiều các khóa học khác nhau ở một số chuyên gia nước ngoài hay là ở Việt Nam, thì tôi nhận ra là dù tôi học cái khóa học về phát triển bản thân, hay là khóa học về sức khỏe, hay là về mối quan hệ, hay là về quản lý tài chính, thì tôi thấy các người thầy của tôi luôn nói một bài tập, đó chính là gì? Hãy thực hành biết ơn mỗi ngày. Và lúc đó tôi thấy rất là lạ, tại sao ông nào, thầy nào cũng nói như vậy. Và đến khi là tôi đã thử thực hành cái bài tập này, và các bạn có biết như thế nào không ạ?
sau một thời gian rất là dài, thì bây giờ tôi đã mới cảm nhận được cái sức mạnh của cái bài tập biết ơn này. Nó quá là tuyệt vời, nó làm cho cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn, và đặc biệt tâm trí của tôi trở nên tích cực hơn, và cái cách mà mình quản lý cảm xúc nó rất là dễ dàng. Vậy thì sức mạnh nó đến từ đâu và tại sao cái lòng biết ơn nó lại mang lại nhiều giá trị như vậy? Điều đầu tiên đó chính là khi chúng ta thực hành lòng biết ơn thì chúng ta tạo ra một kho dữ liệu hạnh phúc ở trong bộ não của mình, khiến cho chúng ta lập trình cho bộ não trong tiềm thức, trong từng tế bào những điều về sự đầy đủ, về sự hạnh phúc, về sự dư giả trong cuộc sống. Bởi vì bình thường khi mà chúng ta suy nghĩ tiêu cực, những người bị trầm cảm hay là có vấn đề tâm lý thì hầu hết chúng ta tập trung vào những cái điều chúng ta thiếu thốn, tập trung vào những thứ chúng ta không có, và chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống của mình kém may mắn. Nhưng mà khi chúng ta thực hành bài tập biết ơn thì vô tình là cái kho dữ liệu hạnh phúc bắt đầu được hình thành trong bộ não. Chúng ta biết ơn những điều chúng ta đang có, nào là sức khỏe, nào là mối quan hệ, nào là vật chất, đồ dùng chúng ta đang dùng hàng ngày, vân vân và vân vân. Tất cả những điều đấy chúng ta có rất nhiều nhưng đôi khi chúng ta không hề biết tới, đúng không nào? Và điều số 2 đó chính là có một cái quy luật trong cuộc sống là khi bạn biết ơn những điều bạn đang có thì bạn sẽ có nhiều hơn những gì bạn muốn. Hay là một câu danh ngôn mà tôi đã từng nghe đó chính là gì ạ? Những ai có sự biết ơn thì sẽ có cho thêm và được dư dật, còn những người mà không biết ơn những gì mình đang có thì những thứ đang có cũng sẽ bị mất đi. Vậy thì ở đây đó chính là cái bí mật của cuộc đời mà chúng ta rất dễ nhận thấy là bạn trọng cái gì thì cái đấy ở lại, bạn vô tình với cái gì thì cái đấy ra đi. Ví dụ đơn giản thôi, khi bạn không coi trọng sức khỏe của bạn, bạn thức đến 2-3 giờ đêm để ngồi chơi, để cày game hay làm việc gì đó, những việc vặt vãnh, thì một thời gian sau gì ạ, sức khỏe của bạn cũng ra đi. Và những bạn hay thức về đêm thì thường hay rất là hay bị đau dạ dày, đặc biệt là sinh viên của tôi rất nhiều bạn gặp vấn đề này. Hay là có một số bạn thì gì ạ, cũng không trọng sức khỏe, các bạn hút thuốc ngày là 5 điếu, 10 điếu và cứ tăng lên. Và khi bạn không coi trọng sức khỏe thì sức khỏe của bạn cũng ra đi thôi. Trong cuộc sống của chúng ta đơn giản là cái gì chúng ta coi trọng thì nó ở lại, cái gì chúng ta không coi trọng thì nó ra đi. Khi chúng ta thực hành lòng biết ơn thì có một cái điều nữa, đó là trong bộ não của chúng ta sẽ tiết ra dopamine và serotonin. Đây là những hormone chữa lành mà giúp cho chúng ta có thể là hàn gắn những mối quan hệ, đặc biệt là những tổn thương trong quá khứ. Tôi đã giúp rất là nhiều sinh viên của mình chữa lành những mối quan hệ với cha mẹ hay là với một ai đó. Thì các bạn khi thực hành bài tập biết ơn này, các bạn đã hầu như đã hàn gắn lại mối quan hệ đó một cách rất là dễ dàng, bởi vì bộ não các bạn tiết ra cái thứ hormone hạnh phúc mà từ trước đó nó chưa bao giờ có. Và tiếp theo đó chính là kích hoạt luật hấp dẫn. Chúng ta đã nghe rất là nhiều về luật hấp dẫn, các bạn cũng được thầy cô cho xem bộ phim về luật hấp dẫn. Nhưng các bạn chỉ nghĩ đơn giản một cách là sơ sài như thế này, đó chính là mình nghĩ cái gì thì cái đấy xuất hiện, mình khao khát cái gì thì cái đấy xuất hiện, đúng không nào? Thực ra đó chỉ là phần bề nổi thôi ạ. Thường thì chúng ta nghĩ tới những cái điều chúng ta không có thì chúng ta mới mong muốn, và đâm ra là chúng ta lại phát ra cái tần số năng lượng là gì, thiếu thốn và không có đủ đầy. Cho nên là nhiều bạn là áp dụng luật hấp dẫn nhưng mà thấy không thành công. Tại sao em không có điều đấy, em đã muốn rồi và em vẫn không đạt được? Bởi vì trong bản thân chúng ta đã phát ra cái tần số là thiếu thốn, là sự lo lắng, và thậm chí là mình còn không tin vào điều đấy nữa. Vậy thì cái lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta là kích hoạt luật hấp dẫn, mà đây chính là nền tảng của luật hấp dẫn. Và cái sâu sắc của luật hấp dẫn nó nằm ở đây là vì sao ạ? À, năng lượng của vũ trụ là yêu thương và biết ơn. Khi bạn đưa tần số của bạn lên cao, lên một cái tần số yêu thương và biết ơn, thì bạn đang kích hoạt luật hấp dẫn, và vũ trụ và bạn tạo thành cái dòng chảy dồi dào, đúng không ạ? Và đặc biệt nữa đó là gì? Bạn kích hoạt luật hấp dẫn đó là bạn trân trọng những cái thứ đấy, trong đầu bạn luôn luôn nghĩ về nó với một cảm xúc rất là tích cực. Bạn biết ơn cơ thể mình đầy khỏe mạnh, biết ơn những mối quan hệ, những ai đang yêu thương bạn, bạn biết ơn những cái vật chất mà bạn đang có, thì đó đã làm cho bạn lập trình được cái điều mà bạn hướng tới rồi. Và luật hấp dẫn bắt đầu vận hành cực kỳ mạnh mẽ khi bạn thực hiện bài tập biết ơn này. Có một cái bí mật về hạnh phúc mà không phải ai cũng biết, đó chính là bí mật của hạnh phúc là không kỳ vọng mà chỉ có biết ơn. Lâu nay chúng ta thường có mâu thuẫn với người nọ người kia, chúng ta thường không hài lòng với cuộc sống của mình là bởi vì chúng ta có quá nhiều sự kỳ vọng. Và vì chúng ta kỳ vọng chúng ta không đạt được cho nên chúng ta khổ,
chúng ta bất an và chúng ta có mâu thuẫn với chuyện đó, với con người đó. Nhưng khi chúng ta biết ơn họ, khi chúng ta biết ơn câu chuyện đó, thì bắt đầu chúng ta mới tìm được cái sự bình an và chúng ta đã gửi một cái năng lượng rất là cao, năng lượng đầy yêu thương và biết ơn tới cái người đó. Và tự nhiên thì mối quan hệ nó sẽ trở nên là tốt đẹp hơn. Và trên tay tôi là quyển sách Phép Màu mà tôi đã có giới thiệu cho các bạn trong buổi học số 1, đúng không nào? Các bạn nhớ mua quyển sách này nhé. Đây là quyển sách rất là hay đấy ạ, đã làm thay đổi hàng triệu người trên thế giới. Và khi quyển sách này có mặt tại Việt Nam thì cũng rất là nhiều người đón nhận và làm thay đổi rất rất nhiều người ở Việt Nam chúng ta. Thì trong quyển sách này nó nói tới cái sức mạnh của việc thực hiện lòng biết ơn. Và có một cái bài tập rất là hay, đó chính là thực hành lòng biết ơn trong 28 ngày. Và cách viết của nó như thế này ạ, đó là tôi vô cùng biết ơn ai đó, hay là cái câu chuyện gì đó, hay là vấn đề gì đó, hoặc là vật chất, hay là sức khỏe, hay bất kỳ thứ gì các bạn có thể điền vào. Và cuối cùng là các bạn thêm vào chữ vì nữa. Vì lý do gì? Tại sao bạn biết ơn cái điều đó? Nếu không có cái chữ vì đấy ạ, thì cái lòng biết ơn của chúng ta sẽ rất là chung chung và tiềm thức của chúng ta không nhớ được đâu ạ. Chúng ta phải viết là vì sao. Ví dụ, nếu bạn nói rằng tôi vô cùng biết ơn cha mẹ, nếu bạn chỉ dừng lại ở đấy thì tiềm thức của chúng ta không nhớ cái gì cả. Nhưng khi bạn nói là con vô cùng biết ơn cha mẹ vì bố mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con khôn lớn, hay là chăm sóc con lúc con ốm, cho tiền con ăn học, rất rất là nhiều thứ mà bố mẹ đã làm cho mình, đúng không nào? Và mình đưa tất cả những cái lý do để cho mình có cảm xúc vào, thì bắt đầu chúng ta mới kích hoạt được cái lòng biết ơn của mình ở bên trong, và bài tập này nó mới bắt đầu có sức mạnh. Còn nếu bạn không ghi cái lý do thì bạn sẽ không có cảm xúc và tiềm thức bạn không nhớ được gì đâu nhé. Và ngay với tôi thôi thì tôi cũng đã làm cho mình mỗi năm một quyển sổ để tôi thực hiện cái bài tập biết ơn. Và sáng nào tôi cũng dành 5 đến 10 phút để viết 10 điều mình biết ơn trong cuộc sống. Và các bạn hãy thực hiện cho mình, tìm cho mình một quyển sổ để mỗi năm mình, ngày nào mình cũng viết bài tập biết ơn buổi sáng. Chỉ có 5 đến 10 phút thôi, nó rất là ít, không quá là nhiều trong cuộc sống của chúng ta đâu. Và các bạn hãy đi vào chăm sóc cái thế giới của mình, đừng có để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Và sinh viên của tôi, bạn nào sau khi học xong môn này thì cũng thực hiện bài tập này, và đến giờ các bạn vẫn trở thành một cái thói quen hàng ngày các bạn rồi. Và thời gian đầu các bạn nói rằng là khi làm bài tập này thì sẽ thấy nó hơi khó khăn, là các bạn thấy là lâu lắm rồi mình chả viết những cái điều như vậy, thấy nó gượng gạo, thấy nó buồn cười. Nhưng mà khoảng 1 đến 2 tuần sau thì khi các bạn đã quen thì các bạn sẽ thấy rằng nó rất là tuyệt vời. Và bạn nhớ nhé, 28 ngày bạn sẽ nhìn thấy một cái điều đó gọi là phép màu xảy ra với cuộc đời của bạn, đó chính là sự thay đổi rất rất tích cực của bạn đấy ạ.